Sốc, Badlander chơi lớn tặng 100 tỷ đồng tiền mặt cho game thủ. Badlander, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các diễn đàn và cộng đồng game. Mới đây, nhà phát hành của Badlander là Viettel Media đã công bố event tặng 100 tỷ đồng tiền mặt, một điều mà chưa nhà phát hành game nào từng làm trước đây. Theo đó, Viettel Media đã chơi lớn khi không tặng đồ in game mà tặng luôn 100 tỷ đồng, tương đương với 100.000 đồng một người, tương ứng với 220 VP cho mỗi người chơi để tự do thích mua gì thì mua, áp dụng cho 1 triệu người chơi đầu tiên. Ngay sau khi thông tin này được công bố, số lượng tải Badlander đã tăng vọt, đưa tựa game này vào top 1 hệ điều hành Android và iOS. Các game thủ nhanh tay chơi Badlander từ game bán súng đang cực hot để nhận được phần quà khủng từ nhà phát hành nhé.